Cô Thanh Nấm xin chào tất cả các con. Ngày hôm nay, cô sẽ tổng hợp tên tiếng Anh của hơn 30 con vật mà các con sẽ được học từ mầm non cho tới chương trình tiểu học đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhé. Con gà. Chicken. 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 Con bò. Cow. 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 Con chó. Dog. 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 Con mèo. Cat. 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 Con vịt. Duck. 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 Con dê. Goat. 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 Con cừu. Sheep. 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 Con ngựa. Horse. 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 Con heo. Pig. 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 Con cá. Fish. 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 Con chim. Bird. 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 Con rắn. Snake. 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 Con khỉ. Monkey. 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 Con lạc đà. Camel. 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 Con hà mã. Hippo. 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 Con tê giác. Rhino. 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 Con gấu trúc. Panda. 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 Hươu cao cổ. Giraffe. 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 Con sư tử. Lion. 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 Con hổ. Tiger. 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 Con cá heo. Dolphin. 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 Con ngựa vằn. Zebra. 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 Con cá sấu.
Crocodile. 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 Con rơi. Bat. 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 Con cá mập. Shark. 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 Chim cánh cụt. Penguin. 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 Con chuột túi. Kangaroo. 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 Con voi. Elephant. 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 Con công. Peacock. 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 Con khỉ đột. Gorilla. 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 Con gấu. Bear. 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 Con thỏ. Rabbit. 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 Con rùa. Turtle. 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 Con ếch. Frog. 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 Con đà điểu. Ostrich. 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 Con vẹt. Parrot. 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 Bài học của chúng ta ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cô xin chào tất cả các con và hẹn gặp lại các con vào những bài học lần sau nha.